Chúc mừng năm mới. Ngọc Phụng xin chào toàn thể tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, là có thể là gọi là cận Tết luôn rồi mà Ngọc Phụng cũng chưa được về quê và đang ngồi đây tại phòng dựng để bắt đầu dựng cho cái MV của mình. Một sản phẩm rất là đặc biệt mà Ngọc Phụng muốn gửi cho toàn thể tất cả quý vị một cái thông điệp. Đó có nghĩa là tựa đề cái bài hát này là Sập Sình Ngày Cưới, rất là vui nhộn. Và trong tất cả các MV của Ngọc Phụng á, thì đây là một ca khúc mà đối với Phụng cảm thấy dựng rất là cực cùng với đạo diễn, đó là nó đòi hỏi nhiều cái hiệu ứng. Và Phụng hy vọng rằng đây là một món quà đặc biệt mà Phụng dành tặng cho toàn thể tất cả quý vị. Trong ngày xuân này chúng ta ăn Tết xong là kế tiếp là sẽ có những nhà sẽ tổ chức đám cưới, hay gọi là chúng ta ăn cưới hoặc gọi là gia nhiên. Thì đây là một sản phẩm mà Phụng rất là tâm đắc và muốn gửi cho tới tất cả quý vị trong những ngày cưới sẽ mở khúc này lên. Nhà nào mà không cưới thì cũng mở lên cho nó vui. Thì giờ thì Phụng đã dựng xong ca khúc này và hy vọng đây là một cái thông điệp dễ thương và cho năm mới này gửi tới toàn thể tất cả quý vị. Và cuối lời, Ngọc Phụng xin chúc toàn thể tất cả quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và vạn sự như ý.